Ok, chào các bạn. Hôm nay là tối thứ năm à? Như sao vừa nãy có nghe thấy một cái clip của anh Lợi Minh có share lên, thì thấy có một cái thấy hắn ta chửi rất là tục tĩu, gọi bằng thằng đi, nó chẳng coi ai ra cái gì thì gọi nó bằng thằng đi. Nó chửi anh Bác Lợi Minh rất là tục. Và khi mà nó chửi này có cả đàn đệm nữa. Thì Lê Sà không muốn nói cái chuyện đấy. Mỗi con người có một cái suy nghĩ. Thì bây giờ Lê Sà cũng nói lên cái sự suy nghĩ của Lê Sà. Thưa tất cả mọi người trong và ngoài nước. Ok. Những cái người ở hải ngoại luôn luôn mở mồm ra một cái là nói là đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, ok, suốt ngày ra giả. Lê Sà sang đây mấy chục năm rồi, sống ở bên này mấy chục năm, là nghe nghe mấy chục năm chúng nó đấu tranh cho nhân quyền, rồi nó chửi cộng sản, rồi nó chửi Việt Nam, rồi nó chửi dân Bắc Kỳ, ok, không có sao. Nhưng mà chúng nó phải hiểu một dạng được là tại sao chúng nó chửi được người ta. Khi người ta chửi lại chúng nó, người ta nói lại chúng nó không đúng với cái ý của chúng nó, thì chúng nó quay ra chúng nó đe dọa người ta. Chúng nó đe dọa rồi là nói là người ta cái gì sỉ nhục chúng nó, rồi là chửi cái nước này nước nọ nước trai, đúng không, nước Mỹ nước Úc gì không biết. Nước này đâu có phải nước của cái bọn mắt que xỏ lá đâu, đúng không các bạn. Thì không lẽ những cái người sống ở hải ngoại không được quyền cất lên cái tiếng nói của mình hả? Chúng mày đang cái lũ ba que xỏ lá, chúng mày suốt ngày chúng mày nói đấu tranh cho tự do cho nhân quyền ở Việt Nam, vậy mà chúng tao những cái người đang sống ở hải ngoại đây không có quyền tự do à? Không được nói à? Chúng tao đâu có sinh hoạt trong cái cộng đồng của chúng mày đâu, có phải là member đâu. No, we are not member of the Vietnamese community, ok? So, chúng tao muốn nói cái gì chúng tao nói. Có nghĩa là member có nghĩa là cái người đăng ký vào để chơi ở trong cái cộng đồng đó. We are not. Thì tại sao chúng tôi không được quyền nói những cái gì chúng tôi suy nghĩ? Cái đất Mỹ họ không có cấm chúng tôi nói những cái gì. Nếu mọi người nói ra mà phạm pháp vào với cái đất đất Mỹ đó, như bác Lợi Minh, nếu bác ấy có làm gì sai với cái đất Mỹ thì chỉ có nước Mỹ mới có quyền giải quyết thôi. Các người cứ đi ra, các người báo lên cảnh sát, báo lên bất cứ một cái cơ quan nào đó, nói là cái ông này ông ấy xúc phạm đến nước Mỹ hay là cái gì đó, để cho cảnh sát, để cho chính quyền người ta xử lý. Tại sao các người lại coi cái pháp luật của những cái nước này, nước Úc, nước Mỹ là không ra cái gì? Các người coi thường những cái đất nước chính nơi các người ở, các người không hiểu gì về luật pháp cả, xong rồi đến nhà người ta đe dọa. Như thế là tự do, như thế là nhân quyền ạ. Và Lisa nói cho những cái người mà đang sống kiểu tơ lơ mơ bất cứ ở Việt Nam hay là ở đâu cũng vậy, rằng như thế này là cho dù chúng tôi có nói gì, có chửi cái đất Úc này, có chửi cái đất Mỹ, chỉ có cái đất nước này họ mới có quyền, ok, xử lý chúng tôi thôi. Còn chúng tôi nói ra những cái tiếng nói phản biện những cái bọn ba que xỏ lá là bởi vì chúng tôi sống ở đây quá lâu rồi, chúng tôi không được quyền nói. Khi nói ngược lại không đúng với chúng nó là chúng nó quay ra chúng nó đe dọa, chúng nó làm như chúng nó ở bên này chúng nó là bố người ta, trong khi chúng nó còn 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 ăn từng cái đồng thuế của người ta nữa. Chúng tôi là người dân ở đây, con cái bà con mọi người đi làm đóng thuế, thì đóng thuế là trích ra để cho chúng nó, thì chúng tôi cảm thấy bất công, chúng tôi phải nói lên cái tiếng nói chính là phản biện và đấu tranh cho chính bản thân mình.
Tại sao chúng nó lại quay ra chúng nó tức lên, chúng nó chửi bố chửi mẹ người ta thì được, còn người khác á không đồng ý với chúng nó thì nói nên là chúng nó quay ra chúng nó đe dọa, như thế cái đâu có được đâu đúng không? Chị có gần nhà gần Linh Núa không chị? Chị hình như cũng đi từ ở chỗ chị lên trên đấy khoảng tiếng. Xin chào các bạn nhé. Chào Thanh Thanh, chị Thanh Thanh à. Em chào chị Vũ Ni Sa. Chào em. Em Thanh Thanh. Chào các bạn. Đấy là tại vì vừa nãy Ni Sa có nghe thấy cái clip của bác Lợi Minh, bác có share lên trên này, thì Lê Sàng nghe thấy cái ông ấy nói là ông có bằng cấp gì rồi, là ông giàu có lắm rồi, ông có bao nhiêu cái bằng cấp mà ông ấy chửi người ta, ông ấy lôi hết cả phụ tùng, không biết phụ tùng có tìm được không. Phụ tùng của ông ấy móc 7 ngày có ra không, mà suốt ngày văng thôi, văng lung tung. Nó 40 tuổi mà nó nói nó làm FBI, nó có đi làm FBI mới lại. Lisa Sà nói cho các bạn nghe là như này này, ở cái đất này á, Lisa Sà không biết ở Mỹ như thế nào nhá, nhưng mà riêng ở Úc này nhá, hôm qua Lisa Sà có, sáng nay hay hôm qua gì đó, Lisa Sà có nghe thấy của một cái clip của Trác Hồ nói với cái thằng chủ tịch cộng đồng á, xong rồi nó quay ra nó bảo cái Trác Hồ là có con bị làm sao rồi ăn trợ cấp, riêng những nói những cái giọng như thế đấy là ở bên Úc này cũng có quyền kiện vì cái tội là nó kỳ thị. Kỳ thị là gì? Kỳ thị là kỳ thị màu da, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị cái gì bệnh tật, đưa cái bệnh tật của người ta ra nói. Nó gọi là cái gì, nó gọi là gì, về medical ấy, là về cái bệnh tật, về cái con người người ta có cái bệnh tật gì nó mang ra nó nói, chẳng hạn như người ta tàn tật thì nó dùng cái tàn tật đó để nó nói người ta chẳng hạn vậy, hoặc là những cái kỳ thị cá nhân, cái đó nó thuộc về kỳ thị, có thể kiện được nó. Mà ngay như là chẳng hạn như là hôm ấy thằng con đi xả, nó mới trèo qua cái hàng, nó mới thò đầu ra nó chơi với lại con hàng xóm bên cạnh thôi, thì cái ông hàng xóm đấy thì ông ấy rất là cẩn thận, mấy người những người ta trồng cây trồng cối thì ông không thích như vậy, ông mới nói thằng con đi xả là mày mà còn thò đầu lên đây nữa tao chặt cụt đầu mày. Thì hai bên hàng xóm với nhau thì con đều có con nhỏ, chúng nó chơi chung với nhau rồi chúng nó cứ nghịch như vậy á, nên là ông quay ra ông nói nó, ông đe nó như vậy. Thì như là Lisa đã kể qua rồi đấy, thì thằng con Lisa, thằng lớn, thằng anh nó về nghe thấy cái như thế một cái là nó phóng sang ngay bên cạnh, hồi đó nhà Lisa mới chuyển về đây, nó phóng sang ngay bên cạnh, nó gõ cửa, nó nôi ông ra, nó chửi cho ông một trận, nó bảo ông lớn, ông là người lớn mà ông lại đi đe dọa một đứa trẻ con như vậy à? Hả? Nó trèo lên, ông không thích thì ông nói nó, tại sao ông lại đe dọa nó, ông chặt cụt đầu nó, bây giờ tôi cũng đe con ông là tôi chặt cụt đầu con ông được không? Đấy là giữa hàng xóm với nhau, cho nên là nó sang nó nói thằng thằng con lớn như sản, nó sang nó nói cho ông một trận, thế là từ đấy trở đi là không không có dám động đậy để đến nhà mình nữa. Mà cái hồi nhà mình mới về đây á, cái bọn hàng xóm á, nhiều đứa Tây là nó kiểu nó tưởng mình hiền ấy, nó cũng cái kiểu như là nó bắt nạt, nhưng mà nó thấy thằng con đi sàn như thế một cái là từ đấy trở đi là im re hết cả lút luôn, cả cái góc này. Thế là rồi mình đi qua đi lại rồi sống với nhau ở đây lâu rồi, mọi người hiểu nhau, thế là từ đấy là thành bạn bè, đi qua đi lại chào hỏi nhau đâu có gì đâu. Đấy, ở đây không có ai được quyền quyền đe dọa hết, nếu mà bất cứ ai mà bên này mà làm cái gì sai mình chỉ có quyền mình gọi police thôi, chứ không có cái trò kiểu như là không có một cái cộng đồng nào mà đi ra mà lại cô lập một cái người người như thế cả. Như bác ở Minh Bắc đâu có sinh hoạt ở trong cái cộng đồng đâu, bác đâu có phải là member đâu, có phải là
cái gì đúng như là đi sinh hoạt ở trong đấy thì người ta thường có bao nhiêu người này, bao nhiêu người này đi sinh hoạt hàng ngày ở trong đấy. Ví dụ như sinh hoạt ở trong đấy mà làm cái gì rắc rối thì ở trong đấy người ta có quyền không cho cái, ví dụ như là Lisa vào đấy, Lisa sinh hoạt, Lisa là member của cái đội đấy, cái nhóm đấy. Thế nhưng mà Lisa làm một cái gì ảnh hưởng đến một cái trong cái cộng đồng đấy chẳng hạn vậy, thì người ta có quyền người ta gạt tên Lisa ra khỏi cái cộng đồng đó, không cho mày sinh hoạt nữa. Nói với lại chính quyền chẳng hạn như vậy. Ví dụ như nó là tư nhân, nó mở ra cái cộng đồng đấy thì chúng nó có quyền chúng nó không cho mình vào đấy chơi nữa. Thế nhưng mà nếu mà cái cộng đồng đấy mà ăn tiền của chính phủ thì á, chính bản thân mình là một công dân, mình cũng có quyền vào đấy để mình chơi, mình sinh hoạt này kia các thứ, trừ khi mình phạm vào một cái luật gì mà nó đã đề sẵn ra là mình không được làm những cái chuyện này ở trong cộng đồng, mà mình vi phạm vào nó đã đề ra sẵn một cái luật, tại vì cái gì nó cũng có luật pháp ấy. Ngay cả ví dụ như là Lisa đi vào một chỗ nào đấy mà Lisa muốn chụp hình, chụp ảnh mà nó ở ngoài nó phải đề cái giấy là không được chụp hình, không được chụp ảnh, không được ghi âm, không được cái gì đó, thì mình không được làm những cái chuyện như vậy. Cho nên nó cũng giống như trong một lớp học thôi, nếu mà mình vào trong đấy mình học mà mình phá đám cái đất lớp học đấy thì cái người ở trong, những người ở trong đấy có quyền yêu cầu mình rời khỏi cái chỗ đấy. Nhưng đây đối với mọi người, rất là nhiều người ở đây sống ở hải ngoại đây đâu có phải là sinh hoạt trong cộng đồng đấy mà cũng không có liên quan gì đến chúng nó cả, thì chúng nó làm gì có quyền mà làm cái gì mình, rồi quay ra lại còn đến tận nhà để mà đe dọa người ta nữa, cứ làm như là người ta là trẻ con. Thế có phải là chúng nó là lũ ngu không? Rồi cho dù có chửi đất Mỹ đi chăng nữa cũng không có ai có quyền chửi chính quyền cả, chỉ có chính quyền mới có quyền làm cái gì mình thôi, chứ còn chúng nó là cái gì đâu, chúng nó cũng chỉ là một người dân thôi, bình thường thôi, chúng nó làm gì có cái thớ gì để chúng nó nói mình đâu có sinh hoạt với chúng nó đâu. Còn cái lũ ba que xỏ lá, chúng nó chống cộng, chống ai, chống kệ cụ bố nhà chúng nó, nhưng mà đừng động đến người khác, đúng không? Nó động đến gia đình mình là mình phải chửi chứ gì nữa. Nếu nó không động, nó ngồi đây nó mấy chục năm rồi nó chửi như thế nào, các bạn thử lên internet, lên YouTube, lên các thứ, những cái diễn đàn của chúng nó xem nó chửi như thế nào. Rồi ngay như bình thường ấy là suốt ngày cộng sản với lại dân Bắc Kỳ với lại cái này cái kia, cái đấy không là kỳ thị ạ, cái đấy không là chửi ạ, chúng nó chửi còn còn cái gì để mà không chửi không, nó chửi người ta như là cái gì á, đến lúc người ta nói ra, người ta nói ô không cần nói gì nữa, các bạn chỉ cần nói ô Việt Nam dạo này thế này, nói tốt cho Việt Nam thôi là chúng nó sâu vào, chúng nó chửi người ta như là cái gì á, chúng nó như một lũ chó điên á. Đấy, người người ta cũng thế nhưng mà lại suốt ngày suốt ngày đeo cái câu nhân quyền với lại tự do ở chỗ nào hả, nó đòi là nó đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do, cho human right, cho freedom speaking, hay là cái gì cái mà bố nhà chúng nó đó, xong rồi chúng nó bắt không cho người ta nói ngược lại, nói không không theo chúng nó đấy, không a dua với chúng nó, thì nó quay ra nó chửi người ta. Thế bây giờ những cái người mà đang đệm đàn cho mấy cái thằng đấy đấy thì phải lên nhớ như thế này này, chúng tôi sống ở hải ngoại, chúng tôi phải có cái đòi hỏi cho tự do của chúng tôi ở bên này, chúng tôi sống bên này, không có ai có quyền ngăn cản chúng tôi nói cả, trừ khi chúng tôi động chạm đến cái pháp luật thì chỉ có pháp luật mới có thể xử lý được chúng tôi thôi. Còn cái lũ ba que xỏ lá chúng nó không là cái gì đấy, hiểu không? Chào Thông Nguyễn, chào các bạn, bọn nó là lũ chó điên chị ơi, đúng rồi, nó điên truyền kiếp, nó điên kinh niên, nó điên điên không còn cái gì để điên nữa. Người ta nói thì là nó quay ra nó chửi, rồi nó bảo là người ta là cái gì ạ, nó đe dọa người ta, rồi nó nói là cái gì sỉ nhục mới lại cái gì cộng đồng. Thế cái cộng đồng của chúng nó khủng bố người ta, tẩy chay người ta thì làm sao, những cái đấy thì làm sao,
rồi nó đe dọa, rồi nó đến nhà người ta nó đe dọa, rồi chụp hình chụp ảnh, rồi đe dọa này kia các thứ. Chúng nó cảm cảm tưởng nha, chúng nó nghĩ chúng nó là bố người ta, nó bịt cái nụ quan lãnh đạo ấy. Chúng nó làm cho cái bọn nó dốt hết rồi, hiểu không?